Điện tử dân trí, chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục 3 phút cùng luật sư. Và ngày hôm nay ngồi cạnh Như Quỳnh là một gương mặt rất quen thuộc của chương trình chúng ta, đó chính là luật sư Nguyễn Đức Chánh. Mến chào luật sư ạ. Xin chào Như Quỳnh, xin chào bạn đọc báo dân trí. Dạ luật sư ơi, ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề không quá nặng về pháp luật, nhưng mà nó lại có phần hơi nhạy cảm một chút, đặc biệt là đối với những người là nam giới, đó chính là vấn đề tiểu bậy. Và thực ra thì theo như mình biết và thực sự là ai cũng biết là cái vấn đề tiểu bậy này nó là một cái vấn đề mà mình nặng hơn về cái hành vi ứng xử, là một cái hành vi nó hơi thiếu văn minh. Nhưng mà về cái góc độ pháp luật thì có nhiều người vẫn chưa rõ ràng về vấn đề này cho lắm. Cho nên là ngày hôm nay như mình muốn hỏi luật sư là cái vấn đề tiểu bậy này nó có được xem là vi phạm pháp luật hay là không? Và nếu như được xem là hành vi vi phạm pháp luật thì khung hình phạt cụ thể dành cho hành vi này là như thế nào thưa luật sư? Hành vi tiểu bậy không phải chỉ đơn giản là hành vi thiếu văn minh, nó còn được coi là một hành vi vi phạm luật. Nếu như cái hành vi mà đi vệ sinh, trong đó có tiểu tiện hay là đại tiện, mà những nơi công cộng, ở cái khu chung cư, thì đó là một hành vi vi phạm pháp luật. Và hành vi này thì nó sẽ bị xử phạt hành chính. Trước đây, theo Nghị định 167 2013 của Chính phủ, thì mức phạt là rất là thấp, từ 100.000 đến 300.000 đồng. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 2 2017 thì mức phạt này được tăng lên gấp 10 lần, là từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Nó được quy định tại Nghị định 155 năm 2016 của Chính phủ. Như vậy rõ ràng là cái hành vi mà đi vệ sinh, trong đó có tiểu tiện và đại tiện, nó không đơn thuần chỉ là hành vi thiếu văn minh mà nó còn là một hành vi vi phạm luật. Nếu mà nó diễn ra ở nơi công cộng, ở những nơi mà có những người, nhiều người sinh hoạt chung, như vậy mọi người cân nhắc đối với cái việc mà khi mình không có nhu cầu và cân nhắc cái nơi để mà mình có thể thực hiện và tránh việc vi phạm pháp luật. Dạ, và thực ra thì Như Quỳnh cũng muốn mở rộng vấn đề này hơn một chút xíu, đó là ngoài cái việc mà như luật sư nói là vệ sinh ở nơi công cộng thì còn một cái hành vi khác nữa cũng rất là đáng lên án và thiếu văn minh, đó chính là hành vi vứt và xả rác bừa bãi. Và Như Quỳnh cũng có thắc mắc chung với vấn đề trên, đó là hành vi này có được xem là vi phạm pháp luật hay không, và nếu như mà có thì cái khung hình phạt dành cho việc là vứt xả rác bừa bãi nó cụ thể là như thế nào thưa luật sư? Cũng như hành vi mà tiểu tiện đại tiện ở nơi công cộng thì rõ ràng cái hành vi vứt rác, nhất là những nơi đô thị, nó trở thành một cái vấn nạn và nó làm cho cái môi trường sống của mọi người xung quanh bị ảnh hưởng. Đây cũng không chỉ đơn thuần là hành vi thiếu ý thức hay là văn minh mà nó còn là một hành vi vi phạm luật. Thì hiện nay theo quy định Chính phủ thì nó có 3 mức phạt áp dụng trong 3 cái trường hợp khác nhau. Mức thấp nhất là từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Mức hiện nay cao nhất là từ 5 triệu đến 7 triệu đồng, được quy định ở Nghị định 155 năm 2016 của Chính phủ. Thì tùy vào những hành vi cụ thể mà cái mức phạt mà cái người có những cái hành vi vứt rác ở vỉa hè, vứt rác vào những vứt vào cái cống, các cái yếu tố khác thì sẽ bị xử phạt tướng. Theo tôi thì cái việc không đơn thuần chỉ là việc xử phạt mà nó còn phải là ý thức của mọi người. Bởi vì khi mà chúng ta đảm bảo được là chúng ta thực hiện đúng cái hành vi để rác nơi đúng nơi quy định, nó sẽ giúp cho cái môi trường sống chúng ta sẽ tốt hơn và chúng ta có thể giáo dục được rất nhiều thế hệ phía sau để cùng với nhau bảo vệ môi trường, cùng với nhau phát triển, cùng với nhau xây dựng một cái cộng đồng văn minh trong cái khu mà mình đang sống cũng như là trên cái Việt Nam ở đất nước này. Dạ luật sư ơi, thực sự thì khi mà nghe luật sư nói là hai cái hành vi là tiểu bậy và vứt rác bừa bãi là hai cái hành vi có vi phạm pháp luật, nhưng mà trên thực tế thì mình cảm thấy là hai cái hành vi này vẫn thường xuyên diễn ra trong cuộc sống. Và điều mình có thắc mắc đó chính là vấn đề mà vướng mắc ở trong cái việc xử phạt hành chính đối với hai hành vi này là như thế nào thưa luật sư? Thực tế ra thì hiện nay chúng quy định pháp luật là rất nhiều, nhưng mà thực thi nó thì nó không hiệu quả. Nó có rất nhiều nguyên nhân, kể cả những nguyên nhân về khách quan lẫn chủ quan. Chúng ta lấy đơn thuần như về mặt thẩm quyền, về mặt xử phạt. Hiện nay quy định là ông chủ tịch phường được quyền xử phạt 5 triệu đồng. Tuy nhiên, rõ ràng không có một cái chủ tịch phường nào mà thường xuyên phải đi kiểm tra để đối với những hành vi về việc tiểu tiện, đại tiện không đúng là quy định hay vứt rác không đúng quy định. Trong khi chúng ta lại không có một cái lực lượng thực thi, ví dụ như là chúng ta có thể lập một cái lực lượng cảnh sát để họ thực hiện những cái hành vi để mà có thể là vi hành đi khắp cái đường phố để họ bắt, họ xử lý những cái hành vi này.
khi mà có một cái lực lượng này thì rõ ràng người dân sẽ ý thức hơn trong cái việc mà đi tiểu tiện hay đại tiện, cũng như là trong việc vứt rác. Thứ hai nữa đó là cái quy định về bắt cặp của chúng ta về việc xử lý vi phạm chính, là chúng ta ví dụ như Quỳnh ra đường xác định một cái người vi phạm xong rồi báo trình báo cơ quan chức năng tới, nhưng có người đó không xác định được nhân thân của người ta, rồi xử phạt làm sao, rồi chúng ta sẽ áp dụng cái chế tài gì, họ đồng ý với việc xử phạt nhưng mà sau đó chúng ta không có bất kỳ một cái chế tài cụ thể nào để mà cưỡng chế, để mà việc thực thi đó, thì rõ ràng việc phạt đó nó cũng không hiệu quả. Một cái đặc tính nữa của cái việc này đó là chúng ta đang dựa vào ý thức của người dân là chính, về bằng công tác là tuyên truyền thôi, chứ thật ra nếu mà đi cụ thể hơn thì rất là khó. Nói đi thì nói là cũng nói lại, chúng ta cũng có một nguyên nhân khách quan nữa, đó là đối với những hành vi mà tiểu bậy như là như Quỳnh nói, thì rõ ràng chúng ta phải xem lại cái hệ thống về vệ sinh công cộng của chúng ta hiện nay nó tốt chưa, nó đủ chưa, có đặt đúng vị trí hay không. Bởi vì rõ ràng khi mà một người có nhu cầu nó vui gọi là xả nước cứu thanh thì buộc họ phải thực hiện hành vi, cho dù họ có thể biết được hành vi đó là vi phạm pháp luật. Cho nên nghĩ rằng là cơ quan chức năng nên xem trọng vấn đề này, từ đó có những biện pháp cụ thể để mà có những giải pháp, bởi vì đây chính là vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ cái cuộc sống của chúng ta. Qua những chia sẻ vừa rồi của luật sư thì như mình cảm thấy là đúng là cái vấn đề xử phạt hai hành vi thiếu văn minh này cũng còn rất là nhiều những bất cập và vướng mắc, và mong rằng sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống giống như luật sư nói, là có thể có một cái đội ngũ để mà thực thi cái việc mà xử phạt cho những cái hành vi thiếu ý thức và thiếu văn minh này, cũng như là những cái hệ thống vệ sinh của chúng ta sẽ xây dựng được đầy đủ hơn. Nhưng mà thực sự thì cho dù là có nhiều bất cập chăng nữa thì hai cái vấn đề này vẫn là hai hành vi vi phạm pháp luật. Cho nên là như Quỳnh mong là qua những chia sẻ của luật sư Nguyễn Đức Chánh ở trong chương trình này thì giờ bạn đọc cũng sẽ có một cái nhìn bao quát hơn về vấn đề này, và chúng ta sẽ thật là cẩn thận trước khi đi xả nước cứu thân, hoặc là thật là ý thức khi mà chúng ta muốn ném hay là vứt một cái miếng rác nào đó khi mà chúng ta dùng xong. Và một lần nữa thì như Quỳnh rất cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Chánh đã cùng tham gia và dành thời gian chia sẻ cùng với bạn đọc của chương trình 3 phút cùng luật sư. Cảm ơn Như Quỳnh, cảm ơn bạn đọc báo Giao Trí.